vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kim Thoa đang có mặt tại quán cà phê ở quận 7 để đợi chị Niệm là nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Có lẽ là chị ấy cũng đã sắp đến rồi, quý vị hãy chờ một chút xíu nha. Chào chị. Chị Niệm phải không ạ? Dạ, em là Kim Thoa đến từ chương trình Tình Tay Đẹp Đẹp, mời chị ngồi. Chị Huỳnh Đình Võ Thị Chí Niệm năm nay 30 tuổi, vừa kết hôn được gần 1 năm và hiện đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty về thiết bị y tế. Vậy động lực nào để cô gái có cái tên khá đặc biệt này đến với Tự Tin Để Đẹp? Huỳnh Đình Võ Thị Chí Niệm, 6 tuần. Từ hồi tới giờ khi mình làm chương trình Tự Tin Để Đẹp, tên của chị là dài nhất. Do hồi xưa đi học ba mẹ về đặt 6 chữ để suốt ngày bị kêu lên bảng. Tức là ba mẹ có ý tốt, ba mẹ muốn con mình phải phấn đấu và học rồi để giờ dù thầy cô có dò bài như thế nào thì con mình cũng buồn, đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do vì sao mà chị đi về đăng ký tham gia chương trình? Tại vì lúc mình lấy chồng á thì ông xã mình nói chứ thường ngày giống hai lúa, nhìn nó quê là quê. Xong rồi lúc mình đi làm thì đa số các đồng nghiệp đều kêu chị Niệm ơi sao nhìn chị Niệm quê quê quê, lúc nào cũng quê quê. Ở quê là sao, kêu thì nó cứ lúa lúa rồi nó cứ phèn phèn rau. Kêu thì tao dân quê thiệt mà. Nhưng mà mọi người khuyên là thôi chị ăn mặc trang điểm rồi lên, nhưng mà thực sự mà nó mình tại vì thứ nhất là cái dạng là làn da nâu đen quá, nên là khi mà mình đi chọn lựa đồ cũng hơi khó. Mình thường mình mặc những cái màu rất là đơn sắc, trắng đen rồi những màu rất là đơn giản, màu xanh xanh đen rồi những màu vậy thôi, nên mọi người cứ kêu sao có một tông mặc hoài. Mình cũng tức lắm chứ, nhưng mà mình đi lựa đồ không có được, tại vì thật sự mà nói đi lựa đồ khó lắm. Mỗi lần đi shopping thì giống như là cực hình á, không biết lựa gì cả. Cái công ty hiện tại của mình á là chị làm được bao lâu rồi? Mình làm được từ hồi mình lấy chồng tới giờ mình về đây là tháng 3, 7 tháng. Công việc mình là trợ lý giám đốc, cho nên là cũng hơi vất vả. Đi tới đi lui rồi cũng nhiều, tại vì bên mình có văn phòng rồi, xong rồi có thêm quán cà phê, thì lúc mình sẽ đắp quán cà phê rồi cho nó chạy cũng rất là vất vả. Quán cà phê này đúng không chị? Đúng rồi, có hơi vất vả nhưng mà mình rất là hài lòng. Khi mà nghe đến cái việc trợ lý giám đốc thì em nghĩ cái người đó phải rất là sành điệu nè, đúng không? Dạ đúng rồi đó. Ai cũng nghĩ vậy. Thật sự mà nói thì mình cũng ai nấy cái này nhiều. Tại vì đôi khi thí dụ như sếp kêu đi gặp đối tác hoặc này kia, mình đôi khi mình cũng ngại, đó là cũng điều mình mất hơi mất tự tin tí xíu. Đôi khi ví dụ như gặp mình, tại vì trong văn phòng á mình có thể là mặc đồ thoải mái một số ngày, thì mình cứ nghĩ là mình cứ thoải mái thôi, mình cũng mặc quần tây áo sơ mi hoặc là nọ, nhưng mà khi tới hồi mà kêu đi tiếp khách cái mình cũng nhìn lại như thế này đi thì không biết có vấn đề gì không, thì sếp cũng nói là thôi mày cố gắng sửa lại tí xíu, nhưng mà hơi khó. Nhiều khi sếp kêu chứ tại sao phải trang điểm. Thật sự hồi đầu thì có khi mình cũng trang điểm, nhưng mà mình trang điểm mình cảm giác như là nó hơi hơi nặng nặng cái mặt, mình hơi khó chịu. Không quen. Đúng rồi, không quen. Cho nên là sau đó mình bỏ dần, cuối cùng còn có mỗi cái son thôi. Hai vợ chồng chị gặp nhau như thế nào? Một người ở Tiền Giang, một người ở Gia Lai. Câu chuyện này mà nói ra thì ai cũng hơi bị bất ngờ. Tức là mình hồi xưa mình có quen một cái anh bạn, mình quen qua chat thôi, và anh có hẹn mình đi uống cà phê. Quán cà phê đó là có đàn guitar live acoustic ấy. Thì ông xã mình là nhạc công đánh guitar, rồi mình thích anh đó. Thích anh đánh guitar đó. Nói chung là thích nghe nhạc. Từ đó mình bắt đầu là thích nghe nhạc. Rồi xong mình hỏi anh đó là có dạy guitar không? Có một lúc đó là cũng có một cái câu lạc bộ của ảnh mở ở đó đó. Là anh sẽ dạy miễn phí cho mọi người. Mình vào mình học xong rồi sau đó lại lấy tiền học phí. Lấy tiền phí cũng không nhiều lắm nhưng mà mình tức lắm. Tại vì hồi đầu là miễn phí. Đó. Nói chung là cũng qua lại đi kia xong rồi tức quá chắc là mình cua ảnh. Ở đây hả? Tán xong rồi là hết học đàn luôn. Rồi ông xã không nhận nữa. Là cái học trò này không có thẩm âm, không có năng khiếu để học nữa, thôi dẹp đàn luôn. Mà dù sao thì duyên số mà. Đúng không? Đó, chị thấy không? Nhiều khi hả, các bạn nữ cứ nghĩ là không nên đi tán các bạn nam, để cho các bạn ấy đi tán mình. Mà thời buổi bây giờ thì nhiều khi là mình cứ chủ động nha. Mình muốn nắm bắt nó thì mình phải cứ chủ động, đúng không? Rồi em cũng mong là các bạn gái khi mà nghe cái câu chuyện của chị Niệm mà như thế này thì chắc chắn các bạn ấy sẽ mạnh dạn hơn cho cái việc là đi tìm một nửa kia của mình, và cũng sẽ có một cái happy ending giống như chị Niệm như thế này.
chị đến với shop thời trang An Thảo ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ mình cũng hãy cùng vào bên trong. Và đã có stylist David Nguyễn đang chờ đợi chúng ta trong này. Thường bị mọi người xung quanh nhận xét là có phong cách ăn mặc quê mùa, lại tự ti về làn da không được sáng của mình. Chị Chí Niệm sẽ được stylist David Nguyễn ở cửa hàng thời trang An Thảo tư vấn ra sao? Chào anh David. Chào chị ạ. Xin giới thiệu với anh, đây chính là chị Chí Niệm, là nhân vật của chương trình, và đây chính là stylist David Nguyễn mà em vừa giới thiệu với chị. Bây giờ theo chị nha, và theo những người thân xung quanh của chị hồi giờ đánh giá đi ha, là cái nào là khuyết điểm của chị, là cái nào là ưu điểm trên ngoại hình hiện tại của chị? Thường thì chồng mình hay nói là đùi to chân ngắn nên là mình ngại mặc những cái đầm nó ngắn hoặc là mùn đùi quần sọc, mình rất ngại. Em thấy trên cơ thể chị phần ngực rất là đàn đặn, phần eo rất là thon. Em sẽ chọn cái chị mua trang phục để tôn lên được bao phần và che đi khuyết điểm của chị. Em sẽ chọn cho mình chị một cái áo thì có thể hở được cái phần vai gợi cảm của chị. Mình thích một cái chân váy á, thì thường mình sẽ chọn những cái loại hơi giống giống như thế này thì nó có phù hợp với mình hay không? Theo cái kinh nghiệm của em, khi mà chị bị đùi to hoặc là không to, chị nên hạn chế mặc zipper. Thì zipper nó sẽ tạo cho chị một cái điểm nhấn ngay phần eo và phần hông đổ xuống. Nó sẽ làm cho hông chị to hơn và đùi chị to hơn. Và nó có một cái khuyết điểm, nếu mà chị có chiều cao khiêm tốn thì khi chị mặc những chân váy như thế này, nó sẽ tạo cho chị chiều cao đó bị hạn chế lại, cái hẹp lại. Và em sẽ chọn cho chị một cái quần giả váy cũng giống là chân váy, nhưng mà sẽ phá cách hơn để hợp với bộ trang phục này và che đi khuyết điểm của chị. Đây, quần giả váy. Cái phần này, phần ống rộng nó sẽ che đi được khuyết điểm là hông to và chân to. Em sẽ dẫn chị đến một phong cách hoàn toàn mới lạ, thì chắc chắn em nghĩ là chị chưa có sử dụng phong cách này. Dùng suit, em thấy nó có vẻ là hợp với chị. Chị cứ thử đi nhé. Chị Niệm, từ trước tới giờ mà chị có mặc những cái phong dáng trong suốt áo liền quần như thế này chưa? Dạ chưa bao giờ, dạ chưa bị tới luôn. Chưa bị tới luôn. Thì ngày hôm nay anh David khi mà lựa chọn cho chị cái trang phục này thì chị thấy nó làm sao? Mình cũng muốn thay đổi thử xem thế nào. Mình tin tưởng là stylist sẽ có mắt thẩm mỹ chọn mình một rồi. Anh David, với cái trang phục này nè, thì thí dụ như bây giờ em nghĩ nha, mình không có cột bằng cái dây này, mình có thể thay nó bằng một cái nhịp, bằng cái bêu được. Ok, mình có thể dùng bằng da hoặc là những chất liệu khác. Cái phần dung xuống này rất dễ cho mình phối phụ kiện. Với phần màu trắng nữa thì phần này nó đưa đi phần tay thon thả của chị. Tay của chị rất là thẳng và thon, để thể phối phụ kiện như là lắc hoặc là những cái vòng. Em có chuẩn bị sẵn cho chị một đôi giày để kết hợp với bộ dung suốt này. Nó cũng có màu trắng này, nhưng mà nó cũng có màu đen nữa, nhưng mà nó sẽ phá cách hơn. Phá cách hơn một màu đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nó không làm đơn điệu bộ trang phục mình mà. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì em sẽ đưa chị Niệm đến với salon Tóc Steven để làm tóc và makeup cho chị ấy để dễ đẹp hơn với cái bộ trang phục này anh nha. Rồi tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh. Chào chị. Nha. Chào. Giới thiệu với chị Niệm, đây chính là chuyên gia cắt tóc cho chị. Còn đây chị sẽ là chuyên gia cắt điểm cho chị ngày hôm nay. Và hy vọng là hai anh ấy sẽ là chị thật là đẹp và thật là khác so với chuyên ngày chị Niệm nha. Rồi và chúng ta cùng bắt đầu ạ. Xin mời. Về mái tóc của mình á, nó cũng khá là dày và khuôn mặt của mình cũng rất là lớn. Hôm nay em sẽ thay đổi cho chị, cắt hoàn toàn, em sẽ cắt ngắn. Và sau đó sẽ đây nhuộm và uốn cúp nhẹ nhàng cho chị. Chào chị đang được chuyên gia trang điểm. Thì hôm nay mình sẽ chọn cho chị một chiếc trang điểm rất là nhẹ nhàng ha, hợp với kiểu tóc. Và em sẽ nâng cái phần đuôi chân mày lên cao một tí để cho người mình thấy sáng hơn và lung linh hơn. Biết được diện mạo mới của chị Chí Niệm ngày hôm nay sẽ được thay đổi ra sao,
Thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với ông xã và cô bạn khá thân của chị Niệm quý vị nha. Xin chào anh. Bà xã mình thì có cái khuôn mặt rất là đơn giản, từ tính cách nói chung mọi thứ rất là đơn giản. Hôm nay cũng rất là hy vọng để chờ đợi một cái gì đó nó bất ngờ đến với mình. Chị Huỳnh Đình Võ Chí Niệm, người phụ nữ mới lập gia đình, đang muốn thay đổi để thoát khỏi hình ảnh mà mọi người cho là đơn giản và quê mùa. Hãy xem chị ấy sẽ thay đổi như thế nào. 1, 2, 3. Xin mời chị Chí Niệm. Xin chào đón vẻ đẹp mới của chị Chí Niệm. Không còn nhận ra vợ mình nữa. Thế nào anh Việt, chị Chí Niệm phải bà xã của anh đây không? Không có còn nhận ra đây là vợ mình nữa. Dạ. Nó thay đổi từ tất cả, từ mái tóc đến everything. Nói chung là bây giờ anh chỉ cần tóm lại cho em một từ thôi là chị ấy có đẹp hay không? Chỉ một từ thôi. Một từ thôi. Tuyệt vời. Thật sự là em không thấy là đẹp ra rất là nhiều. Còn chê lúa nữa không? Bây giờ chắc chắn là sẽ không chê lúa nữa mà phải khen là quá là sành điệu rồi đúng không? Đúng không bạn? Bây giờ cảm giác của chị như thế nào? Hồi nãy cũng rung hồi hộp lắm, lúc mà stylist đang làm tóc rồi sáng nay khi mà mặc đồ mình cũng thấy nó hơi lạ rồi. Khi mà stylist làm tóc mình cũng lo không biết là thế nào. Khi mà stylist rồi cắt cái tóc mình luôn. Rồi khi mà make up mình nói là nhẹ nhẹ thôi nha. Mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà mở gương ra mình thấy ngạc nhiên quá. Tại vì như xưa giờ mình cũng chưa bao giờ mặc cái bộ đồ này cả. Và cũng chưa có cắt cái mái tóc kiểu này. Ít trang điểm lên. Nên là khi mà mở ra mình rất là ngạc nhiên. Một bộ jumpsuit màu trắng đầy phá cách với độ dài qua gối, cổ áo chữ V và dây thắt lưng vải cùng màu tạo nên sự cá tính trẻ trung và rất gợi cảm cho chị Chí Niệm. Kiểu ngang vai cột cao quen thuộc được thay bằng mái tóc duỗi nhẹ uốn cúp phần đuôi tóc cùng phần trang điểm nhẹ nhàng giúp hình ảnh chị ấy thêm xinh đẹp và ấn tượng hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia của salon tóc Steven rất là nhiều ạ. Cảm ơn gia đình của mình ngày hôm nay đã dành một ít thời gian đến với chương trình Tự Tin Để Đẹp. Và xin chúc cho chị sẽ mãi trẻ trung, xinh đẹp và đặc biệt là sành điệu như bây giờ cho Niệm nha. Alo, phải chị Trân không ạ? Em chào chị ơi, em là Kim Thoa đến từ chương trình Tự Tin Để Đẹp. Hiện tại thì em cũng đã đến gần chỗ cơ quan của chị làm việc rồi đó. Thì bây giờ em có thể lên trên phòng của chị luôn được không? Dạ. Rồi, vậy thì chị đón em nha. Dạ rồi, tí gặp chị, bye chị ạ. Chào chú ạ. Dạ. Đi lên trên phòng. Dạ. Chào chị Trân. Chào chị. Dạ. Chị Phạm Quế Trân, 30 tuổi, đã lập gia đình được gần 5 năm và có một bé gái hơn 2 tuổi. Hiện đang làm kế toán giao dịch ngân hàng. Hãy cùng MC Kim Thoa tìm hiểu về câu chuyện người phụ nữ dễ mến này. Công việc hàng ngày của mình thì như thế nào chị Trân ha? Hàng ngày thì Trân cứ khách hàng vô á, thì mình sẽ nhận những cái giao dịch đó xong rồi kiểm đếm tiền và hạch toán cho khách. Vì sao mình... bây giờ chị Trân lại đăng ký tham gia chương trình Tự Tin Để Đẹp? Hôm đó thì cũng là vô tình mình coi được cái chương trình trên TV7 xong rồi mình nhớ lại là những cái chương trình mà giống như của ngân hàng á, thì khi mà các bạn đồng nghiệp đi lại những cái chương trình team building hay là gì đó, mình cảm thấy là mình lạc hậu so với các bạn đó. Có lẽ là các bạn đó còn trẻ quá hay là sao đó, cho nên mình tham dự cái chương trình này luôn. Còn lý do nào khác nữa không? Ông xã cũng muốn cái gì đó có một cái sự thay đổi cho nó khác thường ngày một tí xíu. Bạn em cũng có người làm ngân hàng và bạn ấy nói là thường là phải make up này kia, nhưng mà chị thì cũng không bị bắt buộc hả? Thật ra thì cũng có, nhưng mà mình thì mình không có biết cái cách để trang điểm á, cho nên mình chỉ đánh son mà thôi. Cho tươi lên là được rồi đúng không? Chị và ông xã gặp nhau vào hoàn cảnh nào? Thật ra thì hồi mình là ở gần nhà. Hồi xưa là tiểu học là mình đã học chung rồi. Trung học thì học chung lớp luôn. Còn lên tới phổ thông á, thì anh có một năm anh học chung trường. Sau đó thì đi lên trên này rồi mới quen. Tức là thanh mai trúc mã đây là đúng không? Quen nhau từ cái thời mà còn bé tí là đã ở gần nhà nhau rồi. Lúc lên đây nè,
mình chuẩn bị đi làm á, thì khi đó ông xã đưa rước á, xong rồi mình mới có cảm tình với nhau thôi. Trên này thì đi làm là anh đưa đón hàng ngày luôn, vòng trái đất rồi quay lại. Kiểu là duyên số chị ha, duyên nợ. Rồi khoảng thời gian mà trước khi chị lập gia đình á, thì cái phong cách ăn mặc của chị nó có khác với bây giờ không? Cũng giống như vậy, nếu mà quần jean áo thun áo sơ mi thì nó cũng vậy thôi, mà hồi xưa thì có vẻ như chị mình thấy quê hơn tí xíu nữa. Tại vì để tóc dài lúc xưa thì để tóc dài lắm, không cắt không gì luôn, gì cứ dài vậy thôi, cứ dài thôi, nó qua đầu gối luôn. Sau này thì đi, lúc mà mình đi làm á thì mấy anh chị nói là như vậy thì nó cũng có thể nguy hiểm, tại vì mình tiếp xúc với máy rồi đó. Khi mà cắt tóc như vậy thì ông xã có ủng hộ không? Đó thì anh nói dễ thương ha. Vậy hả? Stylist kia rồi, chào Bông. Hai ngày hôm nay thì Kim Thoa đưa chị Quế Trân đến đây để gặp Bông và nhờ Bông sẽ tư vấn cho chị ấy về cái phong về cái cách mà lựa chọn trang phục. Ngoài đồng phục của ngân hàng, chị Quế Trân thường không tự tin lắm với việc lựa chọn trang phục của mình. Liệu stylist Hannah Bông sẽ giúp chị ấy khắc phục điều này ra sao? Cả em cũng như là cả bạn Bông rất là muốn biết là cái ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm về cái ngoại hình của chị mà từ trước tới giờ nhiều người nhận xét về mình á. Đối với Trân thì ưu điểm thì chị cái da thì hơi sáng sáng thôi. Còn ưu điểm. Còn khuyết điểm là nó ốm quá. Chị Trân bao nhiêu ký ạ? Trân khoảng gần 43 ký thôi. Chị Trân có bao giờ mặc những cái đồ mà màu đen hoặc là màu trắng không? Màu đen thì chưa bao giờ mặc màu đen đúng không? Lý do vì sao mình chưa bao giờ mặc màu đen vậy? Cảm tính thôi. Mình sợ là nó sẽ làm cho mình nhìn nhỏ hơn, ốm hơn đúng không? Nên là ốm với lại sợ nó tối. Rồi bây giờ hôm nay Bông sẽ tư vấn cho chị Trân cách lựa chọn cả cái trang phục màu đen luôn, tại vì không có cái màu sắc nào là giới hạn. Thế thì những cái trang phục này thì nó như thế nào hả Bông? Những cái trang phục này rất là lộ cái nhược điểm cơ thể của mình. Nghĩa là mình hơi ốm, vai của mình xuôi. Cái dạng vai xuôi này thì rất là hơi khó để chọn trang phục bình thường. Đặc biệt với những cái size quần áo bình thường thì có thể là mình sẽ hơi bị dư vai đúng không chị? Rồi bây giờ thì xin mời Bông hãy đưa chị Trân đi lựa chọn trang phục. Rồi chị đi nha Bông. Để phá đi cái tính đơn điệu của cái trang phục ấy, thì mình có 3 cách rất là đơn giản. Một là mình lựa chọn thay đổi màu sắc, hai là lựa chọn thay đổi form dáng, và ba là thay đổi chi tiết trên trang phục. Em sẽ lấy ví dụ của từng cái cách thay đổi luôn. Ví dụ như là một bộ đồ như thế này thì form dáng nó hoàn toàn rất là cơ bản, rất là bình thường, form suông thôi. Phần cổ áo và tay áo cũng không có điểm nhấn gì đặc biệt, nhưng mà chính cái họa tiết chấm bi trắng trên nền đen này nó tạo ra cảm giác vui mắt và sinh động hơn cho trang phục. Và những cái chi tiết tua ở dưới này này, nó chính là cái chi tiết đúng rồi, tạo ra cảm giác lạ cho cái bộ trang phục này. Cái form thẳng này nè thì mình vẫn không thấy ốm. Mình vẫn đang có suy nghĩ là vì là mình sợ ốm nên mình lựa những cái trang phục mà nó hơi ôm sát vô người đúng không? Nhưng mà vô tình những cái trang phục mà ôm quá sát vô người như vậy nó lại tố cáo cái khuyết điểm trên cơ thể của mình. Thì cái form suông này là form an toàn cho rất nhiều cơ thể phụ nữ, là mình không dám quản lên mình cũng mặc được. Mình hơi mập, hơi mũm mĩm một chút xíu mình cũng mặc được, và mình quá ốm thì nó cũng sẽ giúp mình che đi một phần nào khuyết điểm của mình. Chứ là cái chất liệu mình đừng lựa chọn những chất liệu mà quá ôm bám vào cơ thể thì nó sẽ làm lộ nhược điểm của mình. Cái thứ hai ấy, mà Bông giới thiệu với chị ấy, thì có thể là cái tính chất công việc của mình là làm văn phòng nên mình cần những cái trang phục mà gọn gàng, đơn giản, không có sặc sỡ. Đúng rồi, cái màu sắc của trang phục màu trắng này thì chị cũng đã biết rồi, màu trắng nó làm cho mình có cảm giác là mình đầy đặn hơn, mình không bị ốm đi. Em cũng lại lựa chọn cho chị cái form suông mà có những cái đường ben nhấn ở ngực này, cũng sẽ làm giảm cái nhược điểm có thể là mình ốm. Cái màu trắng này thì giống như thường thường cho hai mặt. Đúng rồi. Nếu mà để cho có tạo một cái điểm gì đó khác biệt ấy, thì chị đang có thể lựa chọn phụ kiện, túi xách, giày dép đi kèm. Mình có thể thay đổi những cái đó để làm mới cái bộ trang phục này. Cái trang phục thứ ba, cái này thì Bông đặc biệt giới thiệu với chị. Nhưng biết mình có một cái phần ngực của mình hơi bị nhỏ đúng không? Và vai của mình hơi xuôi, nên mình sẽ ngại mặc những cái form như thế này, phải không? Thấy nó ốm cái cổ của mình, thấy là ốm. Chính cái chi tiết lưới này, cái phần ngực được xếp bên như thế này, nó lại tạo cho mình cái cảm giác nó sẽ đầy đặn hơn. Cái này là form ôm. Đúng rồi, form ôm. Trước giờ Trân chưa có mặc cái màu đen này. Nếu như màu đen mà mình may những cái form mà nó quá là lùng bùng ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác là mình ốm, mà mình quá bé nhỏ so với cái bộ đồ. Nhưng mà màu đen và form ôm thì nó lại tạo ra một cái cảm giác khác biệt. Nó sẽ tôn những cái đường cong trên cơ thể của mình. Bây giờ thì mình cùng đi thử đồ. Chị Quế Trân, từ trước tới giờ chưa bao giờ chị mặc đồ màu đen đúng không? Ngày hôm nay bạn Bông đã lựa cho chị một cái bộ trang phục màu đen. Chị cảm thấy như thế nào? Rất là lạ. Bây giờ em với chị sẽ cùng với cái trang phục này và tạm biệt stylist Bông, em sẽ đưa chị đến với salon tóc Steven để cùng làm tóc và make up cho chị. Chắc chắn là chị sẽ đẹp hơn với cái trang phục này.
chúng ta hãy cùng vào bên trong. Xin chào hai chuyên gia. Xin chào. Giới thiệu với chị Quế Trân, đây chính là chuyên gia ngày hôm nay sẽ làm tóc cho chị, còn đây sẽ là chuyên gia make up cho chị. Và bây giờ thì em xin mời hai anh ngày hôm nay hãy cố gắng làm cho chị Quế Trân thật là đẹp nha. Thứ nhất, khuôn mặt của dì Trân là hơi ốm tí, thì bây giờ mình phải làm cái tóc như thế nào để cho nó làm cho cái khuôn mặt của dì Trân nó bầu bĩnh hơn. Thứ nhất là mình sẽ cắt cái mái ngang lên đây để nó tạo được cái dáng của cái khuôn mặt của chị cho nó tròn. Thứ hai nữa là đến phần tóc đây thì bắt buộc em sẽ cắt cho chị Trân đến tầm ở đây ngắn, thì nó sẽ tạo ra khuôn mặt nhìn nó bầu bĩnh hơn mà nó xinh hơn. Thì đến ngày hôm nay thì em đã xác định được là gương mặt của chị có con mắt rất là to và nhưng mà nó hơi mệt mỏi chút xíu, thì em sẽ khắc phục cho mắt của chị long lanh hơn, tươi trẻ hơn và bớt đi cái quầng thâm. Một kế toán ngân hàng, một người vợ và người mẹ của bé gái hơn 2 tuổi, chị Phạm Quế Trân đang muốn tìm kiếm một phong cách mới để phù hợp với bản thân mình. Hãy chờ đợi sự thay đổi của chị ấy. Kim Thoa hiện giờ đó chính là chị Xuân Trang, là chị họ của chị Quế Trân. Chào chị Trang. Chị thấy là Quế Trân cũng thích làm đẹp lắm, nhưng mà cái làm đẹp của Quế Trân nó cũng chưa có gì gọi là nổi bật. Cho nên là hôm nay em chỉ đến cái chương trình này, chị cũng hy vọng là cái chương trình này sẽ làm em chị thay đổi hoàn toàn. Rồi. Chúng ta hãy nhìn về phía bên kia để cùng chào đón chị Quế Trân, chị Trang nha. Rồi. Khi mà đến với chương trình, chị hy vọng là chị sẽ được thay đổi như thế nào? Mình muốn là nó hiện đại hơn tí xíu. Chỉ hiện đại hơn tí xíu nhưng mà nó cũng là đơn giản. Tại vì thật ra mình không có thời gian để tươi sáng. Cứ lu bu chứ bé nhỏ. 1, 2, 3. Xin mời chị Quế Trân. Lộng lẫy từ trên xuống dưới, chị không thể nào nhìn ra được em luôn. Không nhìn ra luôn. Đúng là một cái chương trình thật là tự tin để làm đẹp luôn đấy. Liệu đây có phải là chị Phạm Quế Trân mà chúng ta đã thấy trước đây? Khi mà nghe chị của mình khen như vậy thì bây giờ chị cảm giác của chị như thế nào chị Quế Trân? Em cảm thấy tự tin hơn. Tự tin hơn lúc đầu và có gì đó phấn chấn trong lòng. Cái lúc mà được các chuyên gia tháo cái bức màng ở trên gương xuống đó, chị có còn nhớ cái cảm giác lúc đó không? Mình không nhận ra mình. Nói chung là rất là khác. Và chị đã hài lòng với ngoại hình mới hiện tại của mình chưa? Nói chung là rất là hiện đại và hài lòng. Hầu như xa lạ với những trang phục đen, nhưng chị Quế Trân lại được stylist Hannah Bông lựa chọn cho một chiếc đầm đen ngang gối. Với kiểu dáng bút chì không chỉ phù hợp với vóc dáng của chị mà còn giúp chị trông mới mẻ hơn và gợi cảm hơn. Điều thay đổi lớn nhất của chị Quế Trân chính là mái tóc dài quen thuộc đã được cắt ngắn, uốn nhẹ và tạo kiểu ấn tượng. Cuối cùng là phần trang điểm đơn giản nhưng đã giúp gương mặt chị thêm nét quyến rũ hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Tôi cũng mong cái chương trình này nó sẽ tiếp diễn mãi để phụ nữ chúng tôi được làm đẹp mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã rất vui, rất hạnh phúc vì ngoại hình mới của mình đã quá thay đổi, quá khác lạ so với thường ngày. Và nếu như chị em chúng ta cũng muốn đăng ký tham gia chương trình thì đơn giản thôi, chỉ cần truy cập vào Facebook Tự Tin Để Đẹp quý vị nha. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ thứ bảy tuần sau trên sóng HTV7. We'll be right back.